chào mọi người. Các chị ơi, hôm nay thì em sẽ giới thiệu cho chị yêu về một em đầm dạ hội mới của bên em, có mã số sản phẩm là đầm DT922 các chị yêu nha. Mã đầm DT922 của em đang mặc nay có đầy đủ size dành cho chị yêu, từ size M đến 3XL dành cho chị nào 75kg đổ về là vừa. Mẫu đầm của em đang mặc nay với thiết kế là giả áo dài, bên trong là đầm, bên ngoài sẽ phối tà các chị nha, cực kỳ xinh xắn cho bên em luôn. Mẫu đầm DT922 của em mặc đây có điểm nhấn cho chị yêu, đó là phần thêu hoa nổi 3D và có đính đá nên cho chị yêu rất là sang trọng. Các chị yêu có thể diện em đầm này khi mọi người mặc đi chơi, đi lễ Tết hoặc các chị yêu mặc đi đám cưới rất là sang các chị yêu nha. Nếu mà chị yêu nào yêu thích mã đầm DT922 của em mặc đây, nhanh tay để lại là DT922 kèm với số điện thoại, sẽ có nhân viên của bên em tư vấn cho các chị yêu chọn size phù hợp các chị yêu nhé. Xuân đã đến rồi, gieo rắc ngàn buồn hoa xuống đời. Vui trong bình minh, muôn loài chim hót vang mọi nơi. Đem trong tiếng cười, cho kiếp người tình thương đắm đuối.